Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh một đàn gà cùng với gà mẹ và ba con gà con các bạn nhé, đang đi trong vườn. Các bạn cùng mình theo dõi hết video với cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Hình ảnh về gà mẹ cùng ba con gà con nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng những cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Về phần cỏ và phần cây thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng màu xanh để tô cho phần cỏ có ở ven đường. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho phần cỏ. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh các bạn nhé, để tô cho cái phần bụi cây. Ở đây là màu xanh cho cái phần bụi cây các bạn nhé. Màu xanh này là màu xanh lá cây nha mọi người. Mình tiếp tục thì mình sẽ gọt bút chì để tô cho nó dễ hơn mọi người nha. Và tiếp tục thì mình sẽ tô tiếp tục đến cái phần cây của mình, bụi cây của mình với màu sắc đó là màu xanh các bạn nhé. Và đây là phần lùm cây đã được mình tô, cái màu sắc đó là màu xanh. Về phần những con gà con thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô cho phần những con gà con của mình nhá. Và đây là phần gà con các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần gà con thứ hai với màu sắc đó là màu cam. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tô đến gà con thứ ba với màu sắc là màu cam luôn nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng những cái phân loại rất là nhiều phân loại màu khác nhau các bạn nhé, để tô cho những cái phần lông của gà mẹ nha. Và mình sẽ tô phần màu đen trước nha mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần lông của gà mẹ. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu hồng để
trang trí cho bộ lông của bà mẹ nha. Gì này tư nhỉ? Này không? Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho bà mẹ tiếp nha các bạn. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xám để tô cho những cái phần còn lại của là mẹ của mình nha. Rất đơn giản thôi mọi người, vì mình thường thấy là mẹ thì sẽ có thay lông và sẽ có rất là nhiều các phân loại màu lông khác nhau ấy, thì mình sẽ sử dụng đến các phân loại rất là nhiều các phân loại màu khác nhau để tô cho cái phần gà mái mẹ của mình nha. Phần chân cho gà mái mẹ mình nhé. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về đàn gà cùng với gà mẹ và ba con gà con rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy ở trên tay của mình là bức tranh rất là xinh các bạn này, được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cái bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.